sư đệ của anh rất là tuyệt vời. Này, khi nào rảnh rảnh dạy anh nhé. Okay. Em cứ đi qua. Mời mọi người. Đấy. Mời sếp. Cảm ơn cậu. Thơm quá. Ôi, tự dưng sếp lại được một bông hoa hồng mà trong khi đấy không ai được bông hoa hồng cả. Trong khi bông hoa hồng lại còn rắc cả hạt tiêu nữa. Như thế này thì uống thâu mà hát ơi. Này, trông đẹp đẹp thế kia uống chắc gì đã ngon. Sếp ơi, sếp thử đi sếp. Ừ, để tôi thử. À, khoan ạ. Còn một thứ nữa. Ôi, có quà riêng, quà riêng. Ôi, chưa gì đã đút lót sếp quà riêng của thế này. À, mọi người ơi, mọi người có biết là cái cốc cocktail này nó tên là gì không? Nó tên là B52 đấy. Cậu Duy này ghê gớm thật nhỉ. Tặng B52 cho sếp, ý muốn nói là sếp cái, có cái sức công phá là vô cùng ghê gớm. Em mời sếp. Cảm ơn cậu. Kìa mọi người thử đồ của cậu Duy xem nào. Để nó giống một cái vị mà tôi thử của một cái cậu bartender ở bên Thái Lan ấy. Mà bây giờ mới được thử lại này, hay quá. Đẳng cấp, đẳng cấp em ra. Tay nghề được đấy. Sếp thấy sao ạ? Nếu như năng lực làm việc của cậu tương đương với trình độ pha rượu thì tôi cảm thấy cũng yên tâm rồi. Đúng không nào mọi người? Đúng rồi. Sếp đừng giới hạn năng lực của em ở hai thứ ấy. Bởi vì em còn nhiều thứ hay ho lắm. Cậu Duy này ngoài cái đẹp dai ra ấy, cậu hay nổ đấy. Cậu biết rằng nhá, ở cái phòng này ấy, đẹp dai mà hay nổ ấy là chỉ có tôi thôi. Nhưng mà tôi là thường bị banh xác nhá. Cậu nên nhớ rằng nhá, từ bây giờ nổ ấy, đừng bao giờ nổ trước mặt B52 nhá. Ờ, dạ không. Thôi nào, bây giờ cả phòng cùng nâng ly để chúc mừng hai nhân viên mới nhá. 1, 2, 3. Yeah. Mày sếp. Lâu lắm rồi anh mới vui như thế này đấy. Có gì tí nữa về hai đứa mình nhắn tin nhé. Dạ vâng. Này, Duy ở phòng mình có nhiều tài lẻ nhờ. Em ngưỡng mộ thật đấy. Mà anh Duy đâu rồi ạ? Nó chạy đi lấy xe đạp ấy mà. Bảo đi taxi với mọi người thì không đi. Cái thằng này hâm thế. Mà đã thống nhất ngay từ đầu rồi ấy. Ôi, xe đến rồi kìa. Xe đến rồi. Thế thì lại tạm xa nhau thôi nhỉ. Này, tôi bảo này. Chính ra nhá, phòng mình cứ một tuần đi quẩy như này một lần cho nó sướng mọi người ạ. Em nhất trí đấy. Lên xe đi em. Chị về trước đi. Em muốn đi bộ một lát cho thoáng. Lát nữa em bắt taxi về sau. Thế chị về trước nhé. Vâng. Bye bye chị. Ô sếp. Sếp. Để em đặt xe cho sếp nhé. Không cần đâu. Tôi đi dạo một lát cho thoáng đã. Thế ạ? Để em đi với sếp. Về khoản đi bộ, sếp không đi lại em đâu. Tùy cậu.